Hai các bạn, chào mừng quay trở lại với channel của VU mình. Và mình là Vui các bạn ơi. Được rồi, thì ngày hôm nay mình và các bạn sẽ là cùng tiếp tục quay trở lại, đó chính là bảng xếp hạng Liên Quân các bạn ạ. Và những vị tướng mà mình sẽ lại tiếp tục xếp hạng đó chính là biệt đội siêu Việt nha các bạn ơi. Được rồi, thì như các bạn có thể biết là cái bộ siêu Việt này là một bộ rất là lâu. Nhưng mà không hiểu kiểu gì thì Liên Quân không hề ra bất kỳ một cái trang phục siêu Việt nào nữa. Nhưng mà mình thật sự ấy là siêu Việt rất là đẹp. Nếu như mà Liên Quân nghe được nỗi lòng của mình hoặc là những nỗi lòng của những bạn yêu thích về cái bộ siêu Việt này ấy, thì có thể làm tiếp tục về chủ đề về bộ siêu Việt này. Bởi vì là cái siêu Việt này nó rất là nhiều cái để khai thác các bạn ạ. Cực kỳ đẹp, cực kỳ lực, mặc dù skin này ra rất là lâu rồi nhưng mà nó lực lắm. Vậy nên là bây giờ mình sẽ xếp hạng những cái skin này đó và cái bộ đồ này để cho các bạn cùng xem đâu là skin xịn và đâu là skin tệ trong cái bộ siêu Việt này nhá. Được rồi, và trước khi chuẩn bị đánh giá và xếp hạng những cái bộ siêu Việt này, các bạn đừng quên để cho mình nó chỉ là một cái like và một cái đăng ký nha các bạn ơi. Và đừng quên, nếu như mà lên được 200k sub ấy thì mình sẽ tặng thẻ giảm giá cho các bạn. Vậy nên các bạn hãy cố gắng nhớ cho mình một cái đăng ký nhá. Và mình sẽ tặng ngẫu nhiên cho những bạn có thể ở đâu đó là tầm phải 5 đến 6 cái thẻ giảm giá luôn đó. Được rồi, và tụi mình sẽ cùng đến với bộ skin siêu Việt đầu tiên. Và nói chung rất là hot. Mình cảm thấy là cái skin này được đầu tư về cả cốt truyện với lại là Liên Quân làm với cái kiểu về dạng phim cho trang phục Liên Quân cơ. Đó chính là Ngũ Không siêu Việt các bạn ạ. Thì trang phục này ấy, khi mà các bạn nhìn ngoại hình nhá, thì chắc là mình tự tin là đây là trang phục mà có cái ngoại hình mà nhỏ nhất trong cái skin Ngũ Không luôn. Như các bạn có thể nhìn thấy là các bạn khi mà chúng ta chơi skin Ngũ Không siêu Việt đấy các bạn thấy không, thì người của trang phục siêu Việt ấy khá là nhỏ so với những vị tướng khác luôn nha. Và cái skin này ấy, nó có một cái đó chính là cái lời nguyền các bạn ạ. Đó chính là gì? Chưa kể về hiệu ứng đi, mình sẽ chưa nói về hiệu ứng. Đó chính là skin này ấy, người ta bảo skin này khi mà đã cầm skin này ấy, là auto không ra chí mạng các bạn ạ. Còn về hiệu ứng của trang phục này ấy, thì mình thấy là bởi vì là mấy cái skin siêu Việt đều là những cái skin đầu ra rất là lâu rồi các bạn ạ. Vậy nên là nó sẽ không đẹp so với phiên bản hiện tại. Thế nên nhưng mà được cái là mình thấy cái Ngũ Không này lúc cái biến về thì nó cũng nhảy nhảy lộn lộn. Nói chung là nhìn cũng khá là thích thú nha. Còn bây giờ là về kỹ năng. Nói chung là cái chiêu con Ngũ Không này thì mình thấy là nó cũng không kiểu như là hiện rõ lắm khi mà chúng ta sử dụng cái kỹ năng các bạn ạ. Nói chung là xài chiêu 1, chiêu 2 đấy gõ thì nó cũng không thấy hiệu ứng gì nhiều. Nhưng mà được cái thì mình thấy gõ cũng khá là lực các bạn ạ. Hiệu ứng âm thanh, nói chung là mình thấy nghe âm thanh ấy, gõ nó cũng khá là ok. Nói chung là cái skin này ấy, được người ta chú ý tới là chắc là chỉ có mỗi đó chính là khả năng tỷ lệ chí mạng rất là hiếm thôi các bạn ạ. Nhưng mà đấy là cái theo cảm giác thôi. Chứ thực chất thì mình thấy là nhiều khi mình chơi trang phục này các bạn ạ, gõ vẫn ra chí mạng bình thường nha. Chẳng qua là bị ám ảnh nhiều quá, nhiều người chơi hầu như không ra chí mạng khi cầm skin này. Thế nên là mới đặt cho cái skin này là skin siêu Việt auto không ra chí mạng ấy. Chứ mình thấy là vẫn ra nha các bạn, vẫn thoải mái, lên đồ auto ra mà không lẽ không ra đúng không? Và tổng kết lại thì cái skin này đánh giá mình thì tầm bình thường các bạn ạ. Bởi vì là mình thấy là hiệu ứng nó cũng không có gì gọi là màu mè lắm, được cái là lực thôi. Tính ra là mình thấy được cái là nó gõ nghe âm thanh khá là lực các bạn ạ. Còn về hiệu ứng chiêu thức đồ ấy thì nó cũng không gọi là nó rõ rệt cho lắm hay là nhiều hiệu ứng gì cả. Được rồi, đầu tiên là Ngộ Không siêu Việt thì mình sẽ để cho trang phục Ngộ Không này ở bậc C thôi. Thì đây là theo quan điểm cá nhân của mình nha các bạn. Vậy nên bạn nào mà khó chịu thì các bạn thông cảm nha, hoặc là có thể khó chịu quá thì khỏi xem cũng được. Thì mình sẽ đánh giá cho skin này bậc C bởi vì là mình thấy là skin này cũng khá là bình thường các bạn ạ. Thật sự thì nhìn nó cũng không có gì gọi là đặc biệt cho lắm ấy. Mặc dù nghe cũng lực ok nhưng mà đánh giá mình chỉ là bậc C thôi nha. Và lại tiếp tục đến với skin siêu Việt tiếp theo. Cũng là skin dành cho Ngộ Không, cũng là phiên bản siêu Việt. Nhưng mà đây là phiên bản siêu Việt 2.0 hay còn gọi là phiên bản siêu Việt Pro Max đấy các bạn ạ. Thì đương nhiên đây là cái skin của Ngộ Không với từ màu xanh. Thì bây giờ Ngộ Không đã hóa lên kiểu phiên bản siêu vàng khè với lại là quả tóc rất là đỏ cháy, siêu đỉnh cao luôn các bạn ơi. Và nói đúng hơn, đây là skin tuyệt sắc các bạn ạ. Và hầu như ấy, những cái skin tuyệt sắc thì nó đều là từ một cái skin bậc SS của nó. Xong rồi nó sẽ tăng lên, nói chung nó sẽ chuyển sang dạng tuyệt sắc. Là skin nó sẽ kiểu màu mè hơn và đỉnh hơn. Và đặc biệt là nó sẽ có cái ảnh động như này nha các bạn. Nhưng mà đánh giá mình ấy thì mình phải công nhận là những cái bộ tuyệt sắc hầu như nha, skin nào nó cũng kiểu như là hiệu ứng nó sẽ nhìn màu mè hơn, nhìn nó sẽ đậm hơn so với cái trang phục bình thường của nó các bạn ạ. Điển hình như trang phục này đấy các bạn có thể nhìn thấy nhá. Thì từ màu xanh thì mình bảo rồi, nó sẽ chuyển sang màu vàng này. Và tất cả hiệu ứng của nó ấy, tí nữa màu nó như thế nào thì các bạn cùng xem thử nha. Được rồi, và cũng như trang phục siêu Việt bình thường thì trang phục này cũng được người ta gọi là mệnh danh là auto gõ không ra chí mạng các bạn ạ. Nhưng mà được cái thật sự là mình phải công nhận là skin này khi mà chúng ta chuyển sang trên skin này ấy, thì hiệu ứng của nó đúng là y chang như trang phục siêu Việt. Nhưng mà được cái nó đã chuyển sang màu vàng. Thế nên là khi mà chúng ta gõ ấy, thì nó sẽ kiểu như là hiệu ứng ấy, màu nó sẽ nhìn đậm hơn, nó rõ hơn, dễ nhìn hơn nha các bạn. Và y chang như mình bảo mà, bởi vì là hiệu ứng ấy nó rõ hơn,
Thế nên là kể cả biến về khi các bạn cũng có thể chế được đấy, các bạn thấy không? Mấy cái mà kiểu như là hiệu ứng ở dưới đất của Ngộ Không ấy, nó sẽ nhìn rõ hơn so với phiên bản màu xanh nha. Mặc dù là siêu việt màu xanh kia nó cũng y chang như này, nhưng mà màu nó lại mờ hơn, còn cái này thì lại nhìn đậm hơn. Vậy nên là đương nhiên là skin này chắc chắn nó sẽ xịn hơn trang phục siêu việt bình thường nhá. Nhưng mà mình phải công nhận là không biết các bạn nói như mình không, chứ mình cực kỳ thích cái ngoại hình của trang phục này luôn đấy. Mặc dù là nó cũng y chang như siêu việt kia, nhưng mà thật sự cái siêu việt kia nhìn bình thường quá. Nói chung mình đảm bảo các bạn luôn, bạn nào mà chơi trang phục siêu việt kia ấy, với lại là sau khi chơi siêu việt đấy xong ấy, các bạn chuyển sang siêu việt 2.0 này, siêu việt tiến sắc này này, các bạn chơi là các bạn sẽ thấy khác biệt liền, nhìn y chang hai trang phục khác nhau luôn. Nhưng mà thực chất nó là hai trang phục y chang nhau, chỉ là đổi màu thôi. Nhưng mà thật sự là mình phải công nhận cái ngoại hình của trang phục này ấy, nhìn kỹ nó đẹp lắm các bạn ạ. Bật full mắt setting lên ấy, nó phẳng khè kể thể như hóa siêu saiya các bạn ạ, đỉnh thật sự luôn. Ôi giời, còn nói về phần gõ á, không có gì phải chê các bạn ạ. Đây điển hình mình sẽ gõ một phát cho bạn xem thằng Sở Toàn nha. Đó các bạn thấy không, ông nào dám chê con Ngộ Không siêu việt gõ không ra chí mạng đâu. Gõ hai gõ xương xương là thằng Sở Toàn đi rồi nha các bạn. Đó, quét sạch đến cho tụi mình thôi. Rồi ok, trận đấu này thì tụi mình cũng đã win luôn rồi đó. Với Ngộ Không siêu việt phiên bản Pro Max hay còn gọi là 2.0 đó, thì mình sẽ cho trang phục này nâng lên so với trang phục Ngộ Không siêu việt bình thường, đó chính là bậc B nha các bạn. Bởi vì là chắc chắn rồi, nó sẽ là phiên bản nâng cấp hơn, thế nên là nhìn nó sẽ đẹp hơn và ok hơn một chút xíu so với trang phục siêu việt nhá. Và đến với bộ skin tiếp theo, đó chính là Murat siêu việt các bạn ạ. Tính ra là mình nói thật là trong tất cả các bộ siêu việt ấy, thì đây là bộ skin mà được người ta được biết đến nhiều nhất và chú ý nhất. Mình nói thật là bạn nào mà chơi Liên Quân ấy, các bạn chỉ cần hỏi những người chơi Liên Quân ấy, bộ siêu việt nào mà bạn biết, bạn thích hoặc là bạn biết, thì mình đảm bảo luôn là chắc chắn là sẽ rất là nhiều người số đông người ta sẽ nói về Murat. Bởi vì hầu như thật sự là kể cả đến thời điểm hiện tại ấy, người ta chơi Murat, à đâu, người ta mới chơi trang phục siêu việt ấy, người ta cũng chỉ nhớ tới Murat siêu việt thôi các bạn ạ. Thế nên là mình mới bảo là con tướng này, trời kỳ này chắc chắn nó sẽ cực kỳ hot luôn á. Được rồi, cái ngoại hình ấy thì thật sự là nhìn trai lắm rồi. Bởi vì là skin này nhìn rất là nhiều, đi đâu mình có thấy các bạn có khi 10 trận thì đâu đó phải 7-8 trận mà, ví dụ mà có Murat nhỉ, mình bảo nhá, 10 trận mà có Murat ấy, thì khả năng cao chắc là 7-8 trận là chơi siêu việt rồi. Nếu như mà người ta không có mấy cái skin thì xịn hơn nha, chứ hầu như người ta sẽ chơi siêu việt các bạn ạ. Nhưng mà cái trang phục này ấy, thì nó cũng như bao trang phục khác, thì cái biến về của nó cũng không có gì đặc biệt. Không đặc biệt nhá. Tính ra là mình thấy anh ta tạo ra một cái bóng ấy, xong bắt đầu là tạo ra một cái bóng ảnh phân thân, thế là anh ta chém nhau cùng với cái bóng đấy, thì mình thấy cũng khá là được. Nói chung là nhìn cũng được các bạn ạ, chứ không phải là nó xấu nhá. Còn nói về bộ kỹ năng của con này ư? Ôi các bạn phải hiểu lý do tại sao skin này được gọi là skin quốc dân, người ta lại chú ý đến, bởi vì là skin này rất là đẹp. Kể cả đến thời điểm hiện tại ấy, các bạn lâu chơi lại ấy, hiệu ứng các thứ vẫn lực lắm các bạn ạ. Thế nên là hồi xưa khi mà chưa có mấy cái skin 3S của Murat ấy, thì skin này người ta được lựa chọn rất là nhiều. Hầu như là người ta leo, người ta chơi đều cầm cái skin này thôi các bạn ạ. Bởi vì nó đẹp quá mà. Cái thời mà làm được hiệu ứng như này ấy, đẹp cực kỳ các bạn ơi. Đấy, các bạn không tin thì bây giờ đây, làm pha highlight chém chém cho bạn xem rồi đấy. Tầm này Triệu Vân thì làm gì mình đâu. Con Triệu Vân nó tù mà, dễ gì ăn nổi mình các bạn. Thật sự thì con này mượt thật. Nếu như mà các bạn càng chơi ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái ải chảo của nó ấy, chém vừa nhanh, xong cảm giác nhìn khá là mượt các bạn ạ. Thật sự là cái đẹp nhất của trang phục Murat thì chắc chắn là cái ảo ảnh chảo đó các bạn ạ. Mỗi lần mà ảnh chảo ấy, đấy, cái bóng hiện kiểu như ảo ảnh của nó ấy, nhìn khá là đẹp nha. Và chém cực kỳ nhanh, nhìn cảm giác nó nhanh như ánh sáng vậy đó. Được rồi, mà từ nãy giờ mình cứ khen như thế thì các bạn biết là trang phục này nó sẽ như thế nào đấy. Thì đánh giá của mình là bởi vì là mình chơi Liên Quân khá là lâu rồi. Mà skin này cái hồi mới ra thì mình biết là nó hot đến độ, nói chung là hot đến cỡ nào các thứ. Đấy, thế nên là chắc chắn là mình sẽ đánh giá skin này cũng khá là cao nha các bạn. Tầm này thì ai đọ nổi mình nữa. Một con Murat 415 siêu xanh, chém cái nhẹ là đi rồi đấy. À, anh chạm cái đi không, hình như là nhờ phụ đam của thằng Violet rồi phải. Anh Violet anh bắn một cái thằng Enzo nó nằm, nó đi luôn mà các bạn. Ảo thật sự luôn. Được rồi, mấy ảnh lại muốn đánh nhau rồi. Nhưng mà pha này tôi quyết định tôi chơi Kahi này, tôi đánh Kahi cái này, xong rồi tôi ảnh chạm này, xong rồi tôi lui này, tôi tóc biến tôi chạy này. Ôi con Triệu Vân mà không có cái gì làm sao gì, bất lực không. Trời ơi, nhìn bất lực chưa, làm sao làm gì được. Với cái bất lực như thế thì thôi, mình xin nhẹ game này nhá. Nhìn bất lực thế thì làm gì được, gì đâu. Đó, nice. Một trận đấu đầu tiên dành cho tụi mình. À quên, nói chung là trận thắng của mình với con bài Murat siêu việt này nhá. Murat siêu việt mình sẽ để cho là bậc B các bạn ơi. Mặc dù đúng là mình khen ấy, nhưng mà skin này ra cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà bởi vì là hiện tại là mình chơi thì mình thấy là sau khi một hồi mà mình chọn lọc ấy thì mình thấy bậc B. Nó mình thấy là cũng là ok hơn nha. Bậc A thì nó lại cao quá, mình sẽ để bậc B. Đấy là ok lắm rồi. Được rồi, và tụi mình sẽ cùng đến với skin tiếp theo. Và cũng y chang như không các bạn ạ, thì Murat cũng đặc quyền có thêm một cái skin phiên bản Pro Max.
nói chung là được sơn skin ấy. Đó chính là gì? Murad siêu Việt 2.0 các bạn ơi, với phiên bản không phải màu vàng như là Ngộ Không, mà là từ màu cam chúng ta sẽ chuyển sang đó chính là màu đỏ hồng nha các bạn ơi. Wow. Và đương nhiên vì là skin siêu Việt 2.0 mà, cho nên là bậc tăng của nó cũng là SS tuyệt sắc và cũng có ảnh động như là trang phục của Ngộ Không siêu Việt 2.0 nha. Và như mình bảo đấy các bạn ơi, skin siêu Việt 2.0 ấy là một cái phiên bản Pro Max, hiệu ứng ấy nó sẽ được sơn ok hơn. Nhưng mà thật sự nhá, mình nói thật các bạn ấy, là cái skin tuyệt sắc này nó đẹp hơn cả Ngộ Không siêu Việt 2.0 các bạn ạ. Ngộ Không siêu Việt tuyệt sắc kia ấy, khi mà các bạn chơi nhá, thì mình thấy hiệu ứng ấy nó cũng chỉ là đổi màu thôi, nhưng mà thật sự là cái trang phục đấy mình thấy nó được thêm một chút hiệu ứng. Thật sự nó được thêm một chút hiệu ứng các bạn ạ. Nếu mà các bạn nhìn kỹ ấy thì chiêu 1, chiêu 2 lẫn cả chiêu cuối ấy, nó được thêm nhiều cái hiệu ứng vệt bóng rồi cái nói chung là mình thấy rất là ok. Để tí nữa nó có hiệu ứng như nào thì các bạn cùng xem thử là các bạn sẽ biết nhá. Được rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hiệu ứng kỹ năng. Với cái điểm nhấn thì mình bảo rồi đấy, đó chính là cái ảnh chám các bạn. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy nhá, cái trang phục Murad siêu Việt bình thường ấy, khi mà mình xài ảnh chám ấy thì mình không hề thấy bốn cái bóng khi mà nó lướt ra của Murad ấy. Nhưng mà còn với trang phục này nhá, bởi vì là nó hiệu ứng màu đỏ đen, thế nên là nhìn khá là kỹ luôn các bạn ạ. Khi mà các bạn sử dụng ảnh chám thì các bạn cùng xem nhá, đó chính là cái bóng của nó nhìn rất là dễ thấy luôn. Còn thường kia thì không thấy đâu, còn biến về thì cũng y chang thôi. Từ màu xanh à đâu, từ màu cam thì nó chuyển sang màu đỏ nha các bạn. Đấy, biến về thì cũng y chang. Nhưng mà được cái mình phải công nhận là trang phục này nhìn nó hiệu ứng ấy, nó màu nó đậm hơn, nhìn nó chất hơn, đẹp hơn nha. Đó các bạn thấy không? Màu cực kỳ rõ luôn. Nói chung là mình thấy cái skin này cực kỳ đẹp luôn đấy. Thế nên là mình phải công nhận là mấy cái skin mà phiên bản tuyệt sắc ấy, lúc nào nó cũng kiểu như là chỉnh sửa lại, nhìn nó màu mè hơn, nhìn nó ok hơn. Với lại chắc tại một phần là mình là một người khá là thích màu mè các bạn ạ. Vậy nên là skin nào mà màu mè là mình sẽ cộng điểm cho cái skin đấy rồi đấy. Đúng không? Phải màu mè nó mới gọi là đỉnh cao chứ, phải gọi là liên quân Pro Max chứ. Được rồi, Murad siêu Việt 2.0 phiên bản Pro Max. Các bạn nghĩ mình sẽ để A đúng không? S luôn cho thẳng, bởi vì đẹp quá. Mỗi lần mà mình chơi, mỗi lần mà mình cầm lại trang phục này, thật sự là mình phải công nhận là nó vẫn đẹp, nhìn rất là mượt ok các bạn ạ. Bởi vì là trong tất cả skin siêu Việt thì mình thấy là Murad phiên bản màu đỏ rực cháy thế này ấy, rất là ok các bạn. Không phải đỏ rực cháy nha, cái ngày phải gọi là đỏ là giống kiểu đỏ máu các bạn ơi, đẹp cực. Được rồi, tụi mình sẽ cùng đến với bộ skin tiếp theo nha các bạn. Một bộ skin mà mình thấy khá là ấn tượng về cái hiệu biến về, à đâu, nói chung là màn xuất hiện. Đó chính là gì? Zevit siêu Việt các bạn ạ. Ôi, mình phải công nhận là mỗi lần nhìn mấy cái bộ skin siêu Việt ấy, y chang như kiểu Kamen Rider hay là kiểu hoạt hình mà siêu nhân biến hình ấy các bạn ạ. Thì đây, thì trang phục này vừa nãy thì chúng ta có màu cam, màu xanh rồi là màu đỏ đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Zevit siêu Việt phiên bản siêu nhân tím nha các bạn ơi. Về cái ngoại hình ấy, chắc là về cái độ ngầu thì mình sẽ đánh giá cho trang phục Zevit này là cực kỳ ngầu nhá, nhìn kiểu cảm giác nó lực các bạn ạ. Cầm hai cái thanh song đao à. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, chém các thứ. Nói chung là cộng điểm cho ngoại hình trang phục này nha, mình thấy rất là đẹp luôn đấy. Về kỹ năng của Zevit ấy thì các bạn biết rồi, thường thì skin nào mà nó ra lâu hơn, à đâu, ra về sau, nói chung là ra sau những trang phục kia mà kiểu như là càng càng tới những cái kiểu như là bước phát triển hơn ấy, thì skin nó sẽ nhiều ứng hơn, được đầu tư hơn. Thì điển hình như trang phục này cũng thế. Thì trang phục này thì mình thấy ấy, thì kỹ năng của nó ấy, được đầu tư khá là ok nha các bạn, nhất là cái chiêu cuối ấy. Mình cực kỳ thích cái chiêu cuối luôn, chiêu cuối nhìn cực kỳ đẹp các bạn ơi. Mỗi lần mà mặc cầm cái trang phục này ấy, chỉ cần ulti một cái là auto cố mạng các bạn ơi. Cái ulti của nó đẹp cực, gõ nói chung là cứ mỗi lần ulti xuống ấy, nhìn rất là lực nha các bạn. Nghe hiệu ứng âm thanh nó cũng phê cơ, mình phải công nhận là skin siêu Việt ấy thì hiệu ứng âm thanh trang phục nào cũng đỉnh, trang phục nào cũng đẹp. Mỗi lần mà nghe hiệu ứng của nó ấy, nhìn nó lực, siêu lực luôn, nghe lực cực. Rồi, nhưng mà cái điểm nhấn mà mình thấy cũng khá là thích thú đó chính là hiệu biến về của trang phục đấy các bạn ạ. Biến về thì giống như kiểu là máy móc bị hư ấy, xong anh ta đập phá một cái xong rồi tất cả toàn bộ kiểu như là nói chung là máy móc ấy nó về trở lại trạng thái bình thường, thế nên anh ta kiểu ngơ khá là buồn cười. Được rồi, còn về trận đấu này thì sau một hồi mà mình review mình chơi cho bạn xem ấy thì đương nhiên đã review thì cũng phải có một những cái trận đấu highlight chi hay cho bạn xem. Thì để đến trận này thì như các bạn có thể nhìn thấy là team mình áp đảo cực kỳ luôn, ao vàng đấy, xong ăn trụ, team bạn còn chưa lấy được một cái trụ nào cơ. Nhưng mà các bạn nghĩ là tụi mình sẽ win đúng không? Nhưng mà không, game liên quân này mà, game này thì không thể biết trước được điều gì đâu các bạn ạ. Điển hình như đang xanh đúng không? Đấy, thì một lúc sau tự nhiên thu ngược lúc nào không hay luôn. Đây thì các bạn có thể nhìn thấy đó. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao ủa tự nhiên đang thấy phá hủy diệt bên team bạn, thế mà tự nhiên bây giờ lại bị thua ngược đó, ảo ma đúng không? Đấy, nhưng mà thôi, bởi vì là mình cho các bạn tự đoán đấy tại sao team tụi mình thua ngược. Thì các bạn có thể comment phía bên dưới tại sao lý do mà tụi mình thua ngược nha các bạn. Được rồi, Zevit siêu Việt mình sẽ để là ở bậc A các bạn ơi. Bởi vì là các bạn có thể nhìn thấy là từ nãy giờ mình chơi rồi đấy, thì hiệu ứng của nó kể cả ngoại hình lẫn biến về rất là ok, không có khựng, không có kiểu đơ đơ,
mạng hiệu ứng nó cũng mượt nữa các bạn ạ. Vậy nên là mình sẽ để cho trang phục này đó chế độ bậc A nhá. Mình rất đẹp mà đúng không? Được rồi, chúng ta sẽ cùng đến với skin kế tiếp. Một cái skin mà bị chê rất là nhiều các bạn ạ. Nhưng mà đấy là với người ta thôi nhờ, mình thấy chê cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà với mình ấy, thì mình sẽ không bao giờ mình chê skin này. Bởi vì là chẳng qua là cái bóng của Muay Thái nó lớn quá thôi. Chứ mình thấy là nếu như mà bạn nào chơi Muay Thái thì có thể qua chơi skin này, bởi vì mình thấy skin này cũng khá là ok. Được cái là... thôi cứ vào tí nữa đi, tí nữa mình vào mình sẽ nói về để cho các bạn xem liệu tại sao mà trang phục này nó cũng bị chê khá là nhiều nha. Đầu tiên là về ngoại hình, không có gì phải chê cả, bởi vì là y chang như kiểu dạng boxing luôn. Các bạn nhìn thấy cái mà anh ta di chuyển với lại là nhìn quả mũ này là ngoại hình không? Y chang như là một dân chuyên chơi boxing vậy. Đấy, đấm cực kỳ đá, đấm cực kỳ phê. Đấy, đầu tiên nhá, bây giờ mình sẽ làm pha cân 4, cân 3 cho bạn xem con này. Đây, pha này tem bạn thì có phải muốn đánh nhau rồi, tôi quyết định tôi chơi luôn. Bởi vì có con bên gì, bên mình có cả Toro, mặt tem bạn thì toàn pháp sư. Mà bây giờ đầu game thì khó chơi lại mình lắm. Mình thì có con rat ở đây không đấm được ấy, thì chúng ta đá, không đá được thì đấm, không thì không đấm được, không tới được thì mình trường. Đấy, mấy cái trường mình đấm mình đá thôi. Thế là cái giá phải trả của tem bạn gì, đó chính là tem bạn chỉ ăn được mỗi một mình anh tem mình. Thế là tự nhiên tem bạn nằm tận 3 cái mạng luôn. Đấy, một pha lời của tụi mình nha các bạn ơi, siêu lời nha. Được rồi, và như trang phục che fit thì mình thấy là hiệu biến về của trang phục rat cũng đẹp, tạo ra một cái sàn đấu boxing các bạn ạ. Xong bắt đầu là có cái máy ấy đấm 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 xong rồi dựa xuống, biến về cũng rất là đẹp các bạn ơi, không có gì phải chê nha. Được rồi, và quay trở lại với lại hiệu ứng combo các thứ của nó ấy, thì từ nãy giờ thì mình chưa có chê đúng không, với lại là mình chưa nói lý do tại sao mà người ta lại cảm thấy skin này nó không bằng skin Muay Thái. Thì bởi vì sao, đó chính là như các bạn có thể nhìn thấy đây, đấm vẫn lực, đấm vẫn ok. Nhưng mà hiệu ứng âm thanh ấy, thứ nhất là nghe nó không lực như là bằng Muay Thái là một này. Với lại là bởi vì các bạn nhìn thấy cái động tác ấy, các bạn nhìn động tác của rat Muay Thái là đấm xong rồi bắt đầu là sử dụng cái củ chỏ ấy, xong rồi ulti là sử dụng củ chỏ móc lên ấy. Thế nên là điển hình ấy là cái điểm nhấn của nó, đó chính là cái động tác. Thế nên là động tác của Muay Thái nó khá là đẹp, còn khi mà chúng ta nhìn trang phục đấy thì động tác nó không đẹp bằng. Đấy, nó chỉ đẩy đẩy y chang trang phục mặc định thôi. Nhìn thì không khác gì trang phục mặc định các bạn ạ. Nhưng mà hiệu ứng thì nó sẽ thay đổi thôi, chứ động tác thì y chang. Vậy nên là các bạn mới chê cái trang phục này. Chứ mình nói thật đấy, nếu như mà trang phục đấy nó để động tác như là trang phục của Muay Thái thì chắc chắn là nó cũng là 1-9-1-10 đó. Đấy, đấy là chính là cái mà người ta không thích về trang phục Murat. À đâu, quên, Rat siêu Việt này nha các bạn ơi. Nhưng mà điểm đánh giá của mình ấy thì đây cũng là một skin cũng khá là ok. Nếu như mà các bạn muốn thử đúng không? Thật sự nếu mà trang phục Rat siêu Việt này ấy, nó mà thay đổi động tác như là Muay Thái hay là Rat bạo vũ cùng lôi ấy, thì nó có thể là mình sẽ để cho ở bậc S luôn các bạn ạ. Nhưng mà bởi vì sao? Đúng rồi đấy, các bạn thấy rồi đấy, là nó đấm nó đá y chang như là mấy cái trang phục mặc định, chỉ là thay đổi hiệu ứng thôi. Thế nên là ở bậc B luôn, mình sẽ cho Rat siêu Việt đó chính là bậc B nha các bạn. Đây rồi các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng đến với bộ skin mà đắt nhất, nói chung là có giá trị cao nhất trong cái bộ skin siêu Việt luôn. Nó chắc là gì? Nakroth siêu Việt các bạn ạ. Nhưng mà đây không chỉ là bản siêu Việt bình thường, hay còn gọi mà phải gọi đúng người ta hay gọi ấy, với cái tên là Evo 5.0 cho các bạn. Không, phải gọi đúng là Nakroth siêu Việt Evo thôi. Đó, chứ gọi là 5.0 thì nó cũng hơi kỳ. Evo 5 thì cũng là Evo 5 nhá. Và cũng khác biệt như những cái trang phục kia ấy, là bởi vì đây là trang phục phiên bản là ở trong đá quý. Mà các bạn biết rồi, đá quý thì hiện tại đang có 3 trang phục thôi. Và skin này là một trong những skin đấy nhá, là chúng ta phải bỏ đá cường hóa, đá siêu hóa, nói chung đá siêu cấp cường hóa để mà có thể sở hữu được cái trang phục này nhá, chứ không phải là mở bán hay mua gì đâu các bạn ơi. Đầu tiên là về ngoại hình chiêu thức. Trời ơi, thì mình không có gì phải nói về trang phục này. Mình thấy các bạn là skin này á, nghe nó mượt dã man, nhưng mà hiệu ứng ấy thì mình thề phải công nhận là nó không đẹp. Nó không đẹp bằng mấy cái hiệu nó không màu mè, không phải nói là nó không màu mè nhá. Nó không màu mè bằng những cái trang phục siêu Việt mà từ nãy giờ mình chơi. Bởi vì sao? Bởi vì skin này ra rất là lâu rồi các bạn ạ. Nhưng mà bù cho một cái là skin này mượt, siêu mượt luôn. Với lại là âm thanh ấy nghe cực kỳ lực các bạn ạ. Bởi vì là Evo 5 mà, Evo 5 thì lại không mượt, không lực thì nó lại kỳ quá đúng không? Cái điểm nhấn của mình về trang phục này ấy, thì đó chính là hai cái lưỡi đao. Thì các bạn ý nhá, mỗi khi mà Nakroth ấy sử dụng bất kỳ một chiêu nào thì cái lưỡi đao của nó ấy nó sẽ chuyển sáng lên, chứ không phải là như cái đao bình thường. Khi mà chúng ta nhìn cái đao bình thường ấy thì nó sẽ hiện ra là không có màu gì cả, nhưng mà khi các bạn sử dụng kỹ năng ấy thì cái đao nó sẽ sáng lên giống kiểu là có laser hay là cái điện gì ấy, nó bật lên đấy các bạn ạ. Còn về biến về ư, cũng lỏ các bạn ạ. Bởi vì sao mình bảo là skin này ra lâu lắm rồi, nó còn ra sau cả Jefit với lại cả Rat thì phải, mình nhớ là thế. Thế nên là các bạn có thể nhìn thấy, nói chung là các bạn muốn đánh giá bất kỳ một cái skin nào ấy mà các bạn xem ấy, chỉ các bạn nhìn hiệu biến về ấy, hiệu biến về mà nó chẳng có màu mè gì thì chứng tỏ skin này ra rất là lâu rồi các bạn ạ. Bởi vì là nó đâu có hiệu ứng gì màu mè nhiều đâu. Nhưng mà mình nói với các bạn rồi, tại sao mình vẫn khen cái trang phục này thì đó chính là cái độ mượt. Skin này mượt lắm các bạn ạ, mượt cực kỳ luôn. Các bạn thử chơi đi biết,
mượt và lực là cái mà mình sẽ khen về trang phục này, bởi vì hiệu ứng ấy nó không có gì gọi là đẹp đâu các bạn ạ, hiệu ứng nó bình thường lắm, nhưng mà được cái về độ mượt độ lực của trang phục này á thì nó không thua kém bất kỳ một trang phục nào của Nagaroth đâu, hoặc là những cái trang phục còn lại nhá, múa cực kỳ các bạn ạ, vừa mượt vừa lực cơ, đã dã man. Lâu lâu là mình bị mất chơi cái trang phục này đấy, mà căng thẳng thật chứ. Cứ mỗi lần mà tụi mình ra ấy, tem mình ra toàn nằm thôi. Một phần là bên kia có Aya nữa. Đấy, mỗi lần Aya đi theo với Natalia ấy, tem mình đúng khó luôn. Mà mình gặp thằng Nata cũng mệt. Chỉ cần mà mình mà lỡ lướt lộn, mình đứng sát sát nó quá ấy, nó mà xài chiêu spam một cái là mình đi. Nhưng mà cũng may là mình né được chiêu của nó nha. Mà công nhận là trận này mặn nhãn thật. Mấy cái trận vừa nãy ấy, thì mình review cho bạn thì hầu như là nó đều win rất là sớm. Còn trận này ấy, thì vừa căng đó, xong rồi vừa review cho bạn xem trận này đúng căng thẳng luôn đấy, nhưng mà cũng mình cũng thấy ok, bởi vì là mình muốn tận dụng hết, với lại là cho các bạn xem kỹ năng của trang phục Nagaroth siêu việt như nào đấy, các bạn thấy đẹp mà đúng không. Nhưng mà skin này chát ấy, skin này mình sợ là nhiều bạn thích hiệu ứng màu mè ấy thì sẽ không thích cái skin này đâu, nhưng mà nếu như các bạn thích cái độ mượt và lực ấy thì mình thấy skin này cũng đáng giá đấy các bạn ạ. Được rồi, với Nagaroth Evo A nha các bạn ơi. Chắc chắn là nhiều bạn thấy mình khen nói nãy giờ ấy, các bạn nghĩ rằng mình sẽ để bậc S đúng không? Nhưng mà không, thì thật sự là đúng là nó mượt nó đẹp mình khen nãy giờ, nhưng mà thật sự các bạn thấy ở đấy hiệu ứng không hề có một chút gì gọi là nhiều các bạn ạ. Nhưng mà cũng không trách được, bởi vì skin này ra rất là lâu rồi, thế nên là cái hiệu ứng của đời xưa ấy nó làm gì mà đẹp bằng đời trước được. Nhưng mà mình là mình theo đánh giá so với phiên bản, kể cả là nó cũ hay như nào ấy, nhưng mà mình sẽ đánh giá lại hiệu ứng mà. Thế nên là đánh giá mình sẽ để cho trang phục Nagaroth siêu việt Evo 5 này là bậc A nhá. Đây rồi các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng đến với bộ skin cuối cùng cho các bạn. Một bộ skin mà mình vừa cười, nói chung là các bạn nhìn này, đây là skin bom tấn, phải gọi là bom tấn nha các bạn. Bởi vì skin này Liên Quân đầu tư rất là nhiều về skin này. Đó chính là gì? Arthur siêu việt các bạn ạ. Nhưng mà tại sao skin này gọi là bom tấn, nhưng mà không phải bom tấn các bạn, phải gọi là bom xịt nha các bạn. Và lý do tại sao nó xịt trong khi là hiệu ứng, các bạn có thể nhìn thấy là đầu tiên là mặt xuất hiện đấy, ngầu đúng không? Siêu ngầu luôn. À mà mình quên nói các bạn là không chỉ riêng trang phục Arthur siêu việt, mà là những cái trang phục siêu việt vừa nãy, từ nãy giờ mình review ấy, hầu như bậc tăng của nó đều là SS hữu hạn nha các bạn. Chỉ có mỗi cái trang phục Nagaroth với lại là trang phục tuyệt sắc kia thì bậc tăng nó khác rồi. Được rồi, thì đầu tiên nhá, là mình sẽ nói về ngoại hình của trang phục này trước. Đẹp các bạn ạ, thật sự. Mình bảo rồi, skin này đầu tư ấy, tính ra là Liên Quân lúc hồi mà mình nhớ cái skin này mới ra mắt ấy, Liên Quân đầu tư cho trang phục này nhiều lắm, đầu tư rất là ghê luôn các bạn ạ. Nói chung các bạn không tin, các bạn có thể đi lên trên tìm bất kỳ đâu, các bạn ghi Arthur siêu việt ra, thế Liên Quân hồi xưa mà đầu tư cái trang phục này, cốt truyện, skin, các thứ hiệu ứng á, đầu tư cũng ghê lắm các bạn ơi. Cái mình chú ý ấy, nó chính là chiêu 1. Khi các bạn sử dụng chiêu 1 ấy, thì cái thanh kiếm của Arthur ấy, nó sẽ to ra, nói chung là nó sẽ có một cái thanh laser cường hóa ra, nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Chiêu thức các bạn thấy không? Chiêu 2, chiêu 3, chiêu cuối đấy, chiêu cuối nó cũng tạo ra một cái vòng tròn các bạn thấy không? Đầu tư rất là ok luôn. Nhưng mà tại sao nó lại xịt? Tại sao nhở? Các bạn biết tại sao nó xịt không? Rất là ảo ma nhở. Các bạn nên nhớ là doanh thu của trang phục này ấy rất là ít các bạn, cực kỳ lỗ luôn. Mình nghe đâu người ta bảo là skin này lỗ lắm, mình nghe là thế đó, không biết phải không, nhưng mà hình như là có đấy. Nhưng mà mặc dù là kêu xịt thế, nhưng mà các bạn thấy hiệu ứng không? Nhất là biến về này. Tính ra là cho tất cả siêu việt nhá, trang phục Arthur siêu việt này biến về là đỉnh nhất. Các bạn thấy biến về không? Biến về tạo ra giống kiểu là một cái vòng tròn gì ấy, xong anh ta đứng lên trên xong rồi kiểu sửa cỗ máy gì bắt đầu là biến về các thứ ấy. Biến về đẹp nhất trong tất cả bộ siêu việt mà mình thấy luôn ấy. Đó, các bạn thấy chiêu 1 không? Đấy, chiêu 1 khi mà chúng ta sử dụng chiêu lên nó sẽ cường hóa lên, cái kiếm nó sẽ kiểu nói chung là nhìn đẹp. Đẹp nhưng mà lại ít người mua, ít người chơi, thế mới hay. Tính ra nha, là đúng là skin này ấy là mình thấy là Liên Quân cũng hướng tới là kiểu như là, bởi vì là các bạn ấy biết là con Arthur là một vị tướng rất là nhiều người chơi. Hầu như mình đoán là tỷ lệ con tướng này được chơi trong game ấy nó nhiều nhất, tính ra là nhiều ở trong cái game Liên Quân này. Mà các bạn nên biết là logo mà hồi giờ mà Liên Quân để là vị tướng nào, là khuôn mặt của ai, chính là khuôn mặt của Arthur các bạn ạ. Thế nên mình thấy là skin này Liên Quân đầu tư cho Arthur rất là ok. Nhưng mà kể từ khi mà cái trang phục này trở thành bom xịt ấy, tức là con Arthur này cũng ít có skin, với lại là ít được gì đấy cho lắm thì phải. Nhưng mà mình không hiểu kiểu gì mà là skin này trở thành bom xịt các bạn ạ. Lý do là tại sao thì mình vẫn đang là một cái gì đấy mình cũng rất là thắc mắc. Mình không biết là các bạn nào biết không, bạn nào biết thì có thể comment phía bên dưới nha. Chứ mình thấy là skin này đẹp cực kỳ luôn, nhưng mà không hiểu kiểu gì, hình như đắt. Một, mình nghĩ là đắt, thế nên là người ta không dám mua, không chơi được. Hai là người ta cũng chỉ thích chơi con Arthur này, chứ thực chất là người ta cũng không muốn mua skin. Bởi vì hoặc là người ta sẽ nghĩ là cái giá của skin này hồi trước mà mua ấy thì nó sẽ bằng ngang một cái skin gì đấy mà người ta muốn mua hơn, có thể như thế. Nhưng mà thật sự đây là lần đầu tiên mà mình thấy cái skin này, hồi xưa có được drama nhiều. Mình nghe là skin này cũng nào là xịt các thứ, xong rồi mở sự kiện liên tục, nhưng mà vẫn ít người mua, không có nhiều người mua các bạn ơi. Nói chung là mình chỉ nghe thôi nha các bạn. Nếu như mà có sai thì các bạn thông cảm cho mình nha.
Được rồi, nói chung là trận đấu này thì sau hơn 22 phút đồng hồ mà tụi mình câu kéo vào chơi ấy, thì cuối cùng là tụi mình cũng đã để thua trận đấu này nha các bạn. Một phần là trận này tem bạn chơi hay quá, cũng hết cơ rồi các bạn ơi. Trận này tem bạn chơi hay cực nên thôi, có thắng có thua các bạn ạ. Thua thì respect cho tem bạn GG thôi. Good game cho tem bạn nha, hay cực kỳ rồi, chịu thôi, có thắng có thua mà. Được rồi, với Arthur siêu Việt. Ảo thật đấy. Không, đùa thôi. Để bậc đi, mấy bạn chăm Arthur lại chửi lại nói mất. Nếu mà nói đúng nhá, nếu mà theo quan điểm của mình nhá các bạn, nếu mà cái con Arthur này theo quan điểm của mình ấy, thì mình sẽ cho anh ta là bậc B. Ừ, nhưng mà thôi, mình sẽ nâng lên là bậc A đi. Bởi vì là trong tất cả skin của Arthur thì các bạn thấy rồi đấy, mình đảm bảo luôn là Arthur siêu Việt là đẹp nhất rồi. Bởi vì là đầu tư các bạn thấy không? Skin nào mà đầu tư mà cả lẫn nào là màn xuất hiện khi mà mới vào này, nhấn vào này, xong rồi biến về cực kỳ ngầu này, hiệu ứng chiêu cũng rất là đầu tư cơ. Nhưng mà âm thanh nha, mình nói thật các bạn là âm thanh con này lỏ vãi, hiệu ứng âm thanh nhiều khi chẳng nghe tí gì luôn, phải bật to lắm mới nghe kỹ các bạn ạ. Thế nên là mình thấy Liên Quân chỉ đầu tư về mặt hình ảnh thôi, còn âm thanh thì khá là chê. Nhưng mà thôi, bởi vì là cũng khá là tội cho anh Arthur này, nên là mình cộng cho điểm mà điểm gọi là thương xót đi. Mình nâng cho lên bậc A các bạn ạ, chúng tôi mình để bậc B đấy. Được rồi, và đây là tất cả những gì về biệt đội châu Việt mà mình xếp hạng. Đấy, thì mình sẽ xếp hạng như này. Còn với các bạn sẽ xếp hạng của những cái skin như nào? Hay là các bạn sẽ để cho Nagaroth ở bậc S, xong rồi hoặc là để cho Ngộ Không siêu Việt ở bậc S, hay là Arthur bậc D, hay là kiểu như là Ngộ Không ở bậc nào đấy, Jaffit bậc S chẳng hạn, hay là Murat siêu Việt 2.0 thì ở bậc C gì đấy. Đó, đấy là theo quan điểm của các bạn thì như thế. Còn nói chung là các bạn có như thế không? Còn với mình thì như này, bạn nào quan điểm của mình đấy thì có thể comment phía bên dưới, hoặc là các bạn không cùng đồng quan điểm thì cũng comment phía bên dưới. Đấy, nêu ra quan điểm của những người thôi. Còn thì bây giờ đừng quên, nếu mà thấy hay thì hãy để lại mình, nó chỉ là một cái like, một cái đăng ký nha. Và đương nhiên nếu như các bạn muốn mình làm tiếp về xếp hạng những cái vị tướng, về con tướng gì, hay là muốn mình xếp hạng về những biệt đội nào, hay là giống như kiểu là xếp hạng về biệt đội 3S này, xếp hạng về những vị tướng đấu sĩ này, hay là vị tướng hay là cái gì đấy, thì có thể comment phía bên dưới, nhiều like thì mình sẽ làm nha. Bởi vì là mỗi lần mà mình làm về xếp hạng đấy cũng khá là tốn nhiều thời gian đấy, nhưng mà nếu mà các bạn ủng hộ thì mình vẫn sẽ tiếp tục làm. Còn thì bây giờ hẹn các bạn ở những cái series xếp hạng, bảng xếp hạng tiếp theo của mình nha.